Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA vừa có quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia tăng cường kiểm dịch COVID-19. Đây là một thông tin tốt cho Việt Nam khi du lịch Việt đang mở cửa hoàn toàn đón khách quốc tế. Theo thông báo của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA, sau khi xem xét toàn diện phân tích rủi ro theo quốc gia và số lượng các trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận khi nhập cảnh, KDCI quyết định rút tên ba quốc gia gồm Việt Nam, Myanmar và Ukraine khỏi danh sách tăng cường kiểm dịch. Trước đó, Hàn Quốc yêu cầu từ ngày 1 tháng 4, tất cả người Việt Nam nhập cảnh vào Hàn Quốc phải tự cách ly trong 7 ngày, dù đã tiêm vaccine phòng COVID-19 hay chưa. Hiện Việt Nam đang mở cửa đón khách du lịch quốc tế với mục tiêu đảm bảo an toàn cho du khách và sức khỏe của nhân dân. Theo đó, Hàn Quốc được xác định là thị trường du lịch lớn thứ hai của Việt Nam. Riêng thành phố Đà Nẵng trong năm 2019 đón hơn 1,7 triệu lượt khách du lịch Hàn Quốc đến thành phố, đây vẫn là thị trường khách du lịch trọng điểm của Đà Nẵng trong thời gian tới.